Thưa quý vị và các bạn, thực trạng phụ nữ sinh con tại nhà vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi bà mẹ và trẻ sơ sinh không được hỗ trợ chăm sóc y tế thì nguy cơ xảy ra tai biến sản khoa là rất cao. Nhận thức rõ thực trạng này, ngành y tế Lào Cai đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi từ cộng đồng, bảo vệ an toàn bà mẹ trẻ em. Ghi nhận tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà. Khi mà đêm buông xuống, cũng là lúc chị Tráng Thị Thu gác lại việc nhà để dự họp thôn cùng với bà con. Tại đây, chị Thu tranh thủ tuyên truyền, vận động phụ nữ và người thân của họ nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, đến cơ sở y tế sinh con để đảm bảo an toàn. Trạm y tế cũng tổ chức các buổi tuyên truyền tại thôn, tại hộ gia đình và có phân công cho các cán bộ trạm y tế đến tận hộ gia đình. Thứ nhất là quản lý, theo dõi và tư vấn từng bà mẹ khi đến thời kỳ mà đẻ thì là đến cơ sở y tế đẻ. Đứa đầu là mình sinh con ở nhà, đứa thứ hai là cán bộ y tế tuyên truyền mình xuống trạm y tế để sinh con ạ. Mình thấy sinh con ở trạm y tế an toàn hơn ở nhà. Cùng với tuyên truyền trực tiếp, xã Lùng Cải cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thành lập mô hình giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà, xây dựng tủ đồ sơ sinh không đồng. Đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở đang từng bước thay đổi nhận thức, hành vi và mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2022, tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà trên địa bàn chiếm trên 51%, thì đến tháng 6 năm nay đã giảm xuống còn 25%. Phân công nhiệm vụ cụ thể để các đồng chí trong ban chỉ đạo cũng như là các đồng chí thành viên theo dõi phụ trách, gắn với trách nhiệm của đồng chí là theo dõi nắm bắt những cái trường hợp các phụ nữ có ở địa phương mà có khả năng là sẽ tảo hôn và cũng như là sinh con tại nhà. Tỉnh Lào Cai phấn đấu năm 2024, tỷ lệ phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế chiếm trên 88% và phụ nữ sinh con được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ đạt trên 91%. Với nhiều nỗ lực, những mục tiêu này đang đạt nhiều kết quả, giúp các bà mẹ và trẻ sơ sinh được hỗ trợ chăm sóc y tế, từ đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai biến sản khoa.